bấm tay này nó đang là đưa ra đây còn cái này là cái rễ nó là mấy cái động khó khăn quá các bạn ơi, nhưng mà vì sự nghiệp nó mối cho nên ráng cố gắng chạy theo. Quá vất vả luôn các bạn ơi, lúc này nó cũng vô mùa mưa rồi, đường hơi sình lầy chút. Hơi khó đi. Khoảng thời gian di chuyển rất là khó khăn rồi, mình cũng đã đến được nơi để nhỏ năm mối rồi nha các bạn. Sắp tới thì đây, sắp lên nhưng mà đã tới rồi. Ok các bạn, giờ xong khoảng thời gian chạy băng rừng vượt suối rồi. Rồi bây giờ anh em của tôi cũng đã đến được cái nơi cái ổ năm mối. Khoan để mình quay anh Tư dọn để em quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Wow, đây, gì đâu tự nhiên nha các bạn. Tình chết rồi. Đâu vậy trời? Đây đó, nấm mối tự nhiên nè. Cái này là nó cũng mới lú lên thôi, nhưng mà cũng chưa có được lên nhiều lắm. Nhưng mà cái này rất là ok. Nó từ bắt đầu từ đây nha, sẽ dài xuống tới dưới mí hầm này dưới này nè. Mới dưới này quá trời luôn. Quá trời luôn đây. Nấm mối tự nhiên nha các bạn. Đây. Khó mà kiếm được như vậy lắm nha. Đây, đó. Đây, nấm mối tự nhiên. Cái này mình bẻ đây hơi gãy ngang, nhưng một lát mình sẽ môi nhẹ cái lớp đất xíu để mà mình lấy luôn luôn cái rễ của nó luôn nữa. Đây, để mình môi. Mình sẽ môi sơ vậy nè, môi sơ để mình lấy luôn tới cái rễ non ở dưới luôn. Nói chung cái nấm mối này mình ăn được từ gốc tới rễ hết, từ đầu trên tới dưới hết. Đây,
nhổ nó nhổ lên để nha. Đó, bây giờ cái rễ nó còn sâu lắm nha các bạn. Đó. Mình lấy phải như vậy nha. Còn nãy cái này mình lấy thì nó hơi bị gãy ngang thôi. Nó còn cái rễ dưới. Đó. Đây, đó, để mình làm thêm một cái nữa cho các bạn coi nha. Để tao coi thấy chưa. Đó, bà đi nè. Để tôi mua thêm cái nữa. Đây. Quá trời ố, quá trời ngon luôn. Núm như vậy là ngon nhất nha các bạn. Đây. Mà khi mình mang về tới Sài Gòn thì những cái núm cái lúc nó hơi nở sớm quá. Đúng rồi, nở quá thì nó không được ngon. Đây. Siêu ngon. Để mình mồi thêm một cái nữa cho các bạn coi. Đây. Ồ, cái này gãy cái đuôi xíu rồi. 100.000 lượt coi mới được. Đây. Đó, đây các bạn. Cái clip này đưa lên 100.000 lượt coi. Đây. Cái này là cái ổ chính dưới ngày mai là nó lên vòng vòng. Nhưng mà không biết bây giờ. Đây, để mình mồi tiếp cái nữa. Cái chỗ lên vòng vòng. Quá trời ngon luôn. 3 ngày mới hết. Lên đi. Đây, quá trời. Có hơi kiếm anh kiến này nó bu nhọt nhọt thôi chứ nó cũng không có cắn. Còn tới 1,5 triệu lần đó. Từ dân Sài Gòn ăn cái này đâu phải dễ đâu. Mà hồi sáng á. Nhờ là mình dân Việt mới được ăn nguyên chất vậy nè, tự tay đi bẻ luôn nè. Trời ơi, quá trời đỡ. Hồi sáng nó đội lên á, người ta nói mày giòn mà nó đội lên cái quá ngon luôn bà, cảm giác cực kỳ phê. Nắm mày đúng chuẩn luôn. Đúng chuẩn. Ây da, xin lỗi. Sài Gòn đổ máy này 2 triệu. Ây da, nãy giờ em có lỗi mấy lần luôn á. Nó bị gãy từ từ hen. Bởi vậy em bị gãy mấy lần mà em hay móc luôn. Anh Long hay nay gãy hết anh Long rồi của anh. Gãy à? Đó gãy hả? Ở dưới này nó xốp luôn nè, ở dưới này rất là xốp nè. Ở em kia lấy cái cây này. Để mình thọc cái tay dưới này nè các bạn. Là mình đưa lên rồi. Ở dưới này là cái rễ nó rất là không biết. Nó có bọng dưới đây nè. Cái bọng này cái rễ nó ăn rất là sâu dưới đây. À. Đó cho nên thì mình sẽ mà mình sẽ bẫy lên nha. Đó. Cái ổ này ngày mai. Vậy đâu đúng không? Ồ quá trời luôn đó. Đó, cỡ vậy đó, đó. Ăn miếng ổ mối nè, ổ mối nè, cái này ổ mối nè. Đây, quá trời luôn các bạn ơi. Ổ mối nè, đúng rồi nè, anh Tư. Thấy vậy chứ nè, nó lên nè. Quá ngon rồi ha. Ổ mối nó dài tới đây luôn nè. Có cận cảnh lên, nó lên cỡ vậy luôn. Đây nè, quá trời luôn nè. Có con gì ăn rồi. Dài này luôn nè. Anh Tư ơi. Hả? Có con gì ăn nè. Chắc kiến ăn không, và cái con cuốn chiếu. Các bạn, tại sao gọi là nấm mối nè. Từ đây cái ngọn này nó hơi bị gãy cái nấm một xíu nha. Nguyên nghe ngon, nghe mối, ối mối. Đó, nhưng mà đây nè. Các bạn xem gãy đến rồi, đây nè, đây là cái chỗ cái nấm nha. Xin lỗi. Lấy tới cái mèo. Đây đó nè. Cái này là cái ổ mối nè, ngay ổ mối nè, gốc từ ổ mối lên nha các bạn. Đây nữa nè. Đây nè, mình lấy cho bạn xem quay nét lại xíu cho bạn các bạn xem nè. Nhỏ nhẹ nhẹ anh em ơi. Đó, u trời, nó này là ngay chỗ cái ổ mối nè. Đó. Rồi nè. Cái nấm mối nó dài cỡ này nè. Anh Tư. Dài khoảng mẹ nó cái đầu một tấc rưỡi. Con này ăn món ơi, con này ăn nè. Con nào con đó phải không? Rồi con này nè, con này ăn nè. À đúng rồi, con này con này. Sao em ơi ra nó chỉ có cái này không nè. Nó không có nấm luôn. Mấy cái con này nó ăn nè. Đó. Có nó nhưng mà. Nè em làm rất đây nè. Con này là cái thường mà ăn những cái nấm mối nha các bạn. Đó. Chứ từ từ. Bây giờ này là ổ mối nè. Sao mình không thấy nhờ cái mối này nè mới có được cái nấm để mà lên cái meo để mà lên cái nấm mối này nha các bạn. Đây mình mới mồi từ trong đây ra, mình mồi thêm cái này cho các bạn coi này, nó có cái ổ đây nè. Đó mình mồi lên để sẽ lên những cái đất như vậy là ngay ổ mối nè. Đó trời ơi gãy rớp rớp anh luôn, đất bự luôn, nó nằm dưới á. Nằm dưới nấm mối. Mà em nghe có khi nào cái lội này giòn không ta? Giòn. Đây, giờ này ngon mà. Đó. Không phải cái này chưa biết đầu chứ không, mấy con rồi. Sên nó ăn hết rồi. Sên ăn hết. Quá ngon. Ngay cái đầu hết rồi. Nè. Mình ấy đứt bực cái mà không có đầu. Cái đầu thừa lưỡi thừa. Nó ghê. Không. Nè. Quá. Ăn hết rồi anh Tư. Đó, ăn hết. À rồi. Sau 36 nồi bánh chưng rồi em mới được đi nhỏ nấm mối như vậy nha. À anh Long. Ờ thấy nhưng mà đang dưới này. Mồi lên biết sao. Bực mà không có đầu. Là bị mấy con ốc sên ăn á. Để mồi bên này á. 36 nồi bánh chưng rồi. Mới được đi nhỏ nó mối tự nhiên nha các bạn. Mẹ nó nói rằng là 36 nồi bánh chưng. Anh nói với chứ. 36 nồi bánh chưng. 36 nồi bánh chưng thì ăn Tết thì có bánh chưng chứ. Đó. Mẹ bánh chưng nấu lúc nào cũng được. Đúng anh Tư. Nè các bạn, đây, giờ vô mối. Đó, mình sẽ. Đó, đây mình sẽ mồi cái ổ mối đây nè. Đây là
tại sao mình gọi là nấm mối đây. Các bạn sẽ thấy nè, đâu có đâu, cầu mối nè, sao đâu nó đâu đi đâu vậy mà tay mình nó không có đi nè, nó luôn đi mẫn nhổ tay nó không có đi đâu, nhổ gốc cái hôi luôn, tại nấm mối nhổ được cái ổ mối đây cho các bạn xem nè, đây đó thấy không, đó là cái lỗ mối nè, đây là cái ổ mối, nhờ cái ổ mối này nó mới có mèo để mà có được nấm mối này, đâu có kịp lú lên đâu. Không, em nhổ cái này, này là môi môi gì em nhổ đó. Cái này cái nó bật ở cái này lần chưa kịp lú lên từ buổi chuối ra. Yeah, ngay chỗ này thì chắc ăn là mai. Dạ, cái này nó hơi quất nha các bạn, tôi tính cho các bạn xem ngay chỗ là nó bị nó có một cái nó thiết nó liên kết từ cái nấm bà con nhẹ bạn ơi, khoan bà con chừa cái nấm lại thôi, nhẹ nhẹ rồi đâu cái đó, thấy ổ mối là này, ổ mối là tới tới bạn phải quay được mấy con mối nó bò đây nữa nè, đừng có khơi đừng khơi không đây bà đi, phôi mối đây nè, cái này là cái phôi mối nè, và nó sẽ lên cái cây nấm đây, cây nấm mối coi thấy mấy con mối, thấy mấy con mối nữa đó, đây nè, thấy mấy mối bò, thấy mấy mối bò đây nè các bạn, đây nó, đây cái này là mối bò nè nó, và đây là cái chân mối, nó sẽ lấy từ nó kết nối từ ở chỗ cái phôi của cái ổ mối này lên, và nó sẽ lên cái nấm này đây nó lên đúng cái nấm này luôn, dạo đầu mình sẽ bứng luôn cái ổ mối, nó dính luôn cái cây nấm cho các bạn xem nha, một cây và cái đây nè, đó nè nó bây giờ nó sẽ lợ nó gãy rồi, nhưng mà nó sẽ liên kết như vậy đây, nó dính như thế này nè, đó ổ mối và mối, nói chung là mối đang cắn tôi, nhưng mà tôi ráng gồng tôi ráng review cho các bạn xem nha, đó. Nó cắn tôi nãy giờ đó, quá trời ok, nó dính cắn cái càng động rồi, dính càng động rồi ok, đó là nấm mối là như vậy nha các bạn. Đây các bạn, sau khoảng thời gian nhổ thì cũng được khoảng này chắc tầm cỡ tầm chừng 1,5 kg thôi chứ không nhiều, đây được một rổ để mình vô mình rửa xong cái đầu mình cho các bạn xem được cái độ tươi ngon của nó như thế nào nha, quá ngon luôn. Rồi vô đây mình vô cái trại để mình trại cao su của ông anh cũng sẵn đây có xài rồi có nước để mình lấy mình rửa. Đây bây giờ nấm mối mình rửa rồi nè các bạn, này mình chỉ rửa sơ sơ cho các bạn xem thôi nha, đây đây là những cái nấm mối mà nó chỉ còn bắp như vậy là quá tuyệt vời luôn các bạn, nó nở thì nó không được ngon lắm, nó hết chất cái chất dinh dưỡng của nó giảm bớt đi cái vị ngon rồi, nhưng mà cái này là rất ngon nha các bạn, quá tự nhiên rất ngon, khó khi nào mà có người nào kiếm được cái loại nấm mối mà vừa lú như vậy nữa các bạn, quá ngon luôn. Nấm như vậy là hiện tại giờ Sài Gòn là bán khoảng tầm hơn 1,000,000 một ký nha các bạn, có khi 700,000-800,000 một ký nấm vậy nha, còn nấm nở thì nó khoảng chừng vài trăm ngàn thôi, nó 600,000-700,000 thôi, những cái này là ở quê mà mới lú lên vậy được là nói chung là quá tuyệt vời, quá ngon luôn các bạn ơi. Nói chung là cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, bữa nay là một ngày rất là tuyệt vời khi được đi nhổ những cái nấm rất là quý ở thiên nhiên. Ok, chào các bạn nha.